mở cửa em vô với. Đây là một cái cánh cửa Đài Loan nha cô bác anh chị, cánh cửa rất là đẹp ha. Cũng rất cảm ơn các mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình chị. Sau này chị cũng cảm ơn nhiều lắm, trước sau hết luôn. Cảm ơn còn lại dư số tiền nuôi anh cái này anh nó yếu, ông yếu. Rồi luôn Tú cũng vậy luôn mà, anh già yếu hơn Tú luôn. Anh không còn gượng gì nổi nữa chứ. Chú già đi không được, ẩm không, nhờ tâm chỉ đâu ẩm nổi. Mừng mà lo. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ cùng với anh Bột Đồng đang có mặt tại xã Tắc Vân thuộc thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là một ngôi nhà mới. Hôm nay thì Bùi Hồ có mặt tại đây rất sớm để thực hiện một cái công việc, đó là bàn giao ngôi nhà được Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho hoàn cảnh của cô gái mắc bệnh lạ ngay tại thành phố Cà Mau. Và hàng ngày chị Dứa là mẹ của em Tú phải đèo trên một cái chiếc xe đẩy chạy đi cùng làng khắp xóm để bán vé số mưu sinh. Và đây là cái chiếc xe đẩy này cô bác anh chị. Cái chiếc xe đẩy này được anh Vũ thợ sắt hàng đem từ Đồng Tháp đi với Bùi Hồ vượt hơn 200 km đi trong đêm á. Vì sao cái chiếc xe đẩy này lại không hàng ở đây, Bùi Hồ giải thích thêm này rồi sau đó sẽ nói phần nhà sau ha. Chiếc xe đẩy này trước đây thì khi mà chưa cắt nhà cứ ngỡ rằng là sẽ không cắt được ngôi nhà khi chưa có sự chung tay góp sức của quý Mạnh Quân, thì anh Vũ phải hàng ở trên kia. Lý do là cái phần nhiếp này nè cô bác quý anh chị, phải có cái máy cắt máy hàng lớn mới được, nên thành nữ là anh Vũ phải hàng từ Đồng Tháp chuyển xuống dưới tận nơi này. Và hiện nay thì cái việc mà nằm ở trên xe đối với Tú nó cũng khá là thuận tiện rồi, và đối với em nó không còn co go giống như lúc trước nữa. Mời cô bác quý anh chị cùng vô đây ha. Ở bên kia có đám cô bác anh chị, có đám tang nên là nữ âm thanh nó cũng hơi bị ồn ha, có tiếng đàn. Chị Dứa ơi, rồi để cho chị mở cửa đi, mở cửa em vô với. Đây là một cái cánh cửa Đài Loan nha cô bác anh chị, cánh cửa rất là đẹp ha. Ở ngôi nhà này thì cái mặt dựng ở đằng trước đây nè, đây mặt dựng ở đằng trước này thì được xây lên, và xây lên như thế này á thì anh Hợp cũng dán luôn cái phần gạch, nhìn rất là có duyên ha. Đây là dán luôn cái phần gạch thẳng lên tới trên luôn, và trên đó cũng được đổ cái cây đà đó, toàn quay lên đó cho cô bác anh chị đó. Ở trên đó được đổ cây đà ngang và dán gạch giống như ở mặt dựng ở đằng trước, thì giống như là một cái ngôi nhà tường ở cô bác anh chị. Gạch đây một màu gạch rất là đẹp ha. Màu gạch này là do chị Dứa chính tay chọn luôn đó, cô bác anh chị thấy đẹp không, màu gạch rất là đẹp, gạch sáng quá chị Dứa. Còn ở trong đây là cách gọi là nhà tiền chế, nhưng mà ở trong này là tôn đó, và ở mặt trước là tường thôi, còn ở trên này là đóng la phong nha cô bác anh chị. Một cái màu la phong kết hợp với một màu gạch trắng này rất là đẹp luôn, nó quần quần tựa tựa. Dạ giống như giả đá ha chị. Ừ. Được đâu, thứ sáng đêm Tú vậy luôn, Tú cũng vậy luôn. Đây là cái phòng và Tú đang ngủ á cô bác anh chị. Cái phòng này là alu nhưng mà cái cửa này là cửa Đài Loan ha, cửa Đài Loan cửa nhôm. Ủa cửa nhôm. Cửa Đài Loan là đằng trước cô bác anh chị. Ở đây có ba cái cửa sổ, đây một cái cửa sổ ngay tại chỗ này nè, đó, một cái cửa sổ ngay tại chỗ này ha, cũng đã đi điện rồi hết rồi. Và một cái cửa sổ chỗ phòng của bé Tú chỗ này nè, cái cửa sổ chỗ này, đây có một cái cửa sổ chỗ này nè cô bác anh chị, thấy không, cửa sổ này lấy đủ ánh sáng. Tú đang ngủ rồi, với lại một cái cửa sổ ngay tại cái không gian bếp như thế này đó. Hôm qua chị dọn đồ vô cũng khá là lu bu á, gạch thì mình nhìn thấy một màu rất là sáng luôn ha. Rồi anh Hợp anh xây luôn cho phần một cái nơi đợi bếp ga khá là dài luôn. Này là dài mấy mét anh Hợp? 2 mét à, đợi bếp ga. Ủa em nhớ chị có bếp ga bự mà, tại không kịp dọn. À này đợi bếp ga là rất là thoải mái luôn ha, có sống chén đồ đầy đủ hết nè. Cái chiều dài ngôi nhà là 12 mét, thì 2 mét ở đằng sau gồm có sàn nước ở đằng sau nè. Đây là cái sàn nước ha, cũng nước lót rồi đẹp ha em. Đúng rồi, rất là đẹp. Và cái sàn nước này đó thì dán loại gạch mà chống trơn á,
đó, dán gạch men hết luôn, sống trơn luôn. Và anh Hợp cũng đã đi điện đi nước xong hết nha cô bác anh chị. Đây đó, đi nước xong hết là tự anh Hợp đi luôn. Anh Hợp bao xô gồm cả đi điện đi nước luôn á. Cửa này đằng sau này mở ra à. Đây là một cái cửa nhôm nữa nè à, cửa này lùa qua lấy ánh sáng rất dễ. Đồng hồ để đây luôn hả anh Hợp? À, định bên kia đi qua đây hổ mà tạm thời hả? Đồng hồ để bên kia. À đây, đặc biệt cô bác anh chị thấy nè, cái này nè nó mới đẹp nè. Đây là một cái phần gạch cũng chống trơn luôn và dán gạch thẳng lên tới trên nắp luôn. Ở trên này cũng được đóng la phong, đi bên đèn điện và có vòi phun rồi sạch rồi, một đặc biệt là cái bồn cầu nữa. 2,2 triệu cô bác anh chị. À, Bùi Hồ cũng có dặn chị là mua những cái móc như thế này nè để cho anh Hợp có thể có ở đây thì anh Hợp sẽ khoan luôn. À, đây là cái vòi sạch, vòi sen rồi đi đầy đủ hết nè. À, có một cái vòi sen để tắm luôn. Ừ. Đây là một cái bồn cầu ấn nút đồ đạc ở bên ha. Bồn cầu này nắp này là nắp hơi luôn, mình để xuống là tự động nó sẽ sẹp xuống thôi. Dán gạch giả đá anh một đồng thấy có đẹp không? Đẹp ha. Đây còn đây là một cái tủ lạnh. Tủ lạnh này là chị Dứa tự chọn. Chị Dứa ơi, em tủ lạnh này nè, hôm qua là người ta giao hôm qua luôn hả? Giao hôm qua. Dạ, hôm qua thì Bùi Hồ có nói với chị á là chị mua một cái tủ lạnh cho gia đình để mà khi mà có ăn có uống nước đá hay là để sữa gì vô đó, bảo quản nó cũng dễ hơn. Tủ này hôm qua chị mua 9,3 triệu. 9,390 triệu. Cái tủ này hơi to chị ha. Ừ. Cái tủ lạnh rất là to, cao hơn em luôn trời. Tại vì chị thấy mua tủ nhỏ rồi, nó lỡ cỡ thôi, mua tủ này. Cái kia cũng nhỏ hơn chút, thôi mua tủ này. Không, vật dụng gia đình của mình mà Mạnh Quân ủng hộ thì mình sử dụng cho nó hợp lý là được rồi. Chị thấy ngôi nhà này mấy anh thợ chắc sao? Được em, đẹp. Ai cũng khen cái gì. Hả? Chị có mua tấm nệm nữa mà người ta giao chưa kịp. Có mua nệm nước cho bé Tú chưa? Có, nệm nước Tú trong phòng nó nằm dưới đó. Đang nằm hả? Má nó xích vậy. Chị nằm thử nó lạnh, nó quay tùm lum hết đó, nệm nước đó. Đúng rồi, có một chị gửi tiền mua nệm nước này em mới nệm mua. Nệm nước vuông vuông, có nước trọng nó bể. Có lần Tú có nằm gòi bể, chị không mua, chị mua nệm nước này. Rồi bây giờ là có được ngôi nhà mới thì cái cảm xúc của chị như thế nào? Mừng em, không ngủ có được đâu. Thức ổng luôn hả? Ổng kêu tôi, kêu hoài luôn vậy đó. Còn Tú cũng khóc luôn, Tú thức hoài luôn, không ngủ. Quá mừng đúng không? Đó là cảm ơn Mạnh Thường Quân. Từ trước tới nay chỉ cảm ơn chị bạn Hằng phải không? Ủng hộ nhiều cho chị lắm, cái nhiều, nhà. Nhiều Mạnh Thường Quân lắm. Với nhiều Mạnh Thường Quân lắm. Rồi chị cũng cảm ơn nhiều lắm, mừng dữ lắm, mà không biết nói sao, mừng dữ trời lắm. Ai ủng hộ chị còn hơn chúng đặc biệt nữa. Nói chúng đặc biệt mới mua được chứ làm gì mua được. Lên thùng xe chở anh Tú lên dùng xe ba gác trước. Rồi mới quay về chở anh theo dùng ba gác sau, hai quận, hai cho con hai quận xe ba gác. Sao chị không, hôm qua em nói mua giường, nhưng vì sao không mua giường được, nói em nghe với. Giường thấy để chắc quá em, với anh sợ té. Chị mới mua đánh niệm hơi dày chút. Anh té đầu cổ mặt mày bánh bánh chứ nè, u cục cục kia. Anh bây giờ là ngồi hết được luôn hả? Không ngồi được nữa, không cầm gì được nữa hết. Anh Hợp ơi, anh Hợp qua em giao tiền luôn anh. Thưa với cô bác quý anh chị là nhớ ai không? Hôm nay thì Bùi Hồ cũng giao tiền luôn cho anh Hợp á. Nhớ không ngồi nổi nữa. Hôm qua ginh vô đó, chị với anh ba bánh ginh ổng vô. Cảm ơn anh Hùng, anh lớn cũng như là đội của anh thợ sắt của anh Vũ luôn, đã thời gian qua gắn bó với em cũng mấy ngôi nhà, được 3 ngôi nhà ha. Thì đường xá xa xôi, xa vợ xa con, xích lại đây tí thôi, xa vợ xa con rồi gác mọi công việc để mà xuống đây cắt hỗ trợ em, cùng như chung tay với Mạnh Thường Quân cắt được cái ngôi nhà như thế này. Ngày anh Hợp Nay nữa chắc cỡ 12 ngày. 12 ngày hả?
12 ngày rồi. 12 ngày trong đó có 2 ngày làm ở nhà của bé Kim Di, khoảng 10 ngày ở đây. Có gì khó khăn không? Không, tại vì tới đây cũng địa phương đây cũng có người ta giúp đỡ thứ tư rồi. Có hôm trước á thì bây giờ em sẽ bàn giao cái phần tiền còn lại cho anh luôn. Thông tin với cô bác với anh chị á, công trình anh Hợp nhận bao tiêu hết luôn á là 113.500.000. Hôm trước thì cái đoạn clip đầu á, Bùi Hồ có giao cho anh là 53.500.000, có chuyển khoản cho anh Vũ luôn là 30.000.000 nữa, đưa cho anh Hợp hai lần mỗi lần 10.000.000 nữa, là tổng cộng là 100.000.000, 103.500.000, đúng không? Đúng rồi. Và hiện nay thì cái tiền còn lại á, là 10.000.000 nữa là đủ 113.500.000. À đúng. Đúng không? À, làm ngôi nhà này lỗ lã gì không? Lỗ đầu tiên là lỗ tình yêu của vợ dành cho mình nữa đúng không? Đây em sẽ gửi thay mặt cho quý Mạnh Thường Quân, gửi cho anh 10.000.000, anh điểm lại giùm em. Đúng không? Dạ. Em thay mặt quý Mạnh Thường Quân chân thành cảm ơn anh. Tại anh Hợp là anh thầu chứ không phải là anh thờ. Anh lên thầu lâu lắm rồi, giờ quản lý công trình, trọng công trình. Anh nữ anh xuống đây anh quản lý rồi anh làm luôn. Thì cảm ơn anh thời gian qua đã đồng hành với em, và mong rằng sẽ có những cái căn nhà tiếp theo nhiều nhiều hơn nữa, để cho những cái hoàn cảnh tiếp theo anh Hợp ha. Chúc anh cùng gia đình cũng như là bên đội anh Vũ luôn có sức khỏe dồi dào, và đặc biệt là làm ăn càng ngày càng phát đạt, lãnh thêm nhiều công trình nữa. À, anh có muốn nói lời nào với Mạnh Thường Quân? Mình cũng cảm ơn các Mạnh Thường Quân cũng giúp đỡ cho nhà của bé Tú. Mình cũng có anh em cũng có công ăn làm, cảm ơn rất nhiều. Dạ, cảm ơn anh. Thưa với cô bác anh chị, thì trong thời gian vừa qua thì Bùi Hồ cũng có trao đổi với bạn Hằng về việc cắt nhà cho các anh thợ đó. Thì các anh thợ phải lưu trú dưới này nè, thì cũng lâu nên anh nữ là nói với bạn Hằng là sẽ hỗ trợ cho các anh cái tiền ăn với lại cái tiền ở trọ. Thì tiền ở trọ thì hôm qua là tổng cái chi phí là tính là 3.000.000 hơn Hợp ha. 3.000.000 rồi tiền ăn nữa, rồi tí xíu nữa thì Bùi, khi mà Bùi Hồ công bố số tiền Mạnh Thường Quân thì những cái khoản chi nào đó thì Bùi Hồ sẽ thông tin với cô bác quý chị luôn ha. Mưa rồi, đang quay mà mưa rồi, mà cái mưa này bây giờ cũng đỡ lo ha chị ha. Ở trong đây em thấy cái cái môi trường xung quanh á, thấy nó cũng im lặng mát mẻ ha. Mát, im, bảnh lắm em. Dạ. Nhờ anh Tư, anh Ba. Mẹ đây con. Nhờ hai người này cũng đỡ, giúp mình cũng đỡ. Hôm ông ẩm vô nhà anh Ba, chị ẩm vô đâu có vô được. Ngoài xe ba gác đó rồi ẩm vô. Người anh mừng dữ không? Mừng. Mẹ nè con. Dạ. Bây giờ anh càng ngày càng nặng thêm nên anh chỉ biết cười thôi. Cũng thương nha. Một mình phụ nữ. Nằm mấy người vô liền. Chồng tủ khóc nữa. Hai con hôm người này uống sữa, người kia ăn cháo, ăn mì. Không ngủ luôn sáng đêm. Mẹ nè con. Khóc rồi đó. Khóc nữa hả? Thôi bây giờ em sẽ công bố nhanh luôn cho nó tiện ha chị ha. Để tại vì bé Tú cũng khóc rồi. Thưa với cô bác quý anh chị là trong thời gian vừa qua thì Bùi Hồ cũng nhận được khá nhiều sự ủng hộ của từ quý Mạnh Thường Quân cho gia đình của chị Dứa, và đặc biệt là cho việc chị săn sóc anh với lại bé Tú, một người phụ nữ phải vừa gồng gánh nuôi chồng nuôi con. Mẹ nghe rồi. Nữa nên là người nữ cũng rất là khó khăn. Và bây giờ đang quay hình như thế này, Tú thì cũng đang ở trong kia đang kêu mẹ đang của mình. Và bây giờ chị ơi, quay lại đi chị. Bây giờ em sẽ công bố số tiền Mạnh Thường Quân ủng hộ mình đến thời điểm hiện tại nha. Trước đó thì cũng có cô My, rất là nhiều quý Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho gia đình của mình. Thì bây giờ em sẽ công bố lại cái danh sách từ thời điểm đó mình nhận tiền cất nhà ha. Thông tin với cô bác quý anh chị, đầu tiên là bạn Hằng ở Mỹ hỗ trợ là 10.000 USD. Bạn chuyển khoản cho Bùi Hồ là 238.311.450 đồng. Bạn Hằng ở Mỹ hỗ trợ lần 2 là 21.436.000, trong đó thì mua chiếc xe mà là 19.710.000 đồng, rồi trao thêm cho chị là 1.726.000 đồng, chị nhớ không? Nhớ. Thứ ba là cô Vân ở Mỹ hỗ trợ 100 USD, tương ứng 2.170.000 đồng, có mua khô sạc nữa đó, có nghĩa là mua khô sạc hết 230
chứ 100 OD này tới 2 triệu 4 nha cô bác anh chị. Thứ tư là anh Bình ở Sa Đéc, Đồng Tháp là 300.000 đồng. Thứ năm á, là cô Lạc Quệ Danh ở Úc là 3.106.000 đồng. Thứ sáu là chị Linh Võ ở Mỹ là 300 OD tương ứng với lại 7.181.000 đồng. Thứ bảy là em Nhi ở Cần Thơ là ủng hộ 2 triệu đồng. Thứ tám là chị Nu ở Mỹ ủng hộ 500.000 đồng. Thứ chín là chị Su ở Cần Thơ ủng hộ là 500.000 đồng. Thứ 10 là một chị giấu tên ở Mỹ là ủng hộ 200 USD tương ứng với lại 4.800.000 đồng. Thứ 11 là cô Diệu Hạnh ở Thụy Sĩ ủng hộ là 7 triệu đồng. Thứ 12 là chị Kim Lương ở Mỹ ủng hộ là 2.782.000 đồng. Thứ 13 là cô Na Thị Quý ở Pleiku Gia Lai ủng hộ 300.000 đồng. Thứ 14 là cô Nga ở Mỹ ủng hộ 100 USD tương ứng 2.400.000 đồng. Thứ 15 là chị Công ở Sài Gòn ủng hộ 1.500.000 đồng. Tổng cộng số tiền Mạnh Thường Quân cũng ủng hộ cho chị để từ thời điểm em nhận khách nhà. Trước đó thì chị cũng đã có nhận số tiền em trao đúng không? Là tổng cộng số tiền là 294.286.450 đồng. 294.286.450 đồng. Và khoản em chi ra, chi cho chị mua một cái chiếc xe đã chi như ở trên đó là 21.436.000 đồng. Đã chi rồi. Rồi tiền chi của cái mua nền nhà là 110 triệu. Hôm trước em đã chi ở trong clip trước cô bác anh chị. Tiền xây nhà thì trong đó có anh Hợp là 61.500.000 đồng. Rồi anh Hợp làm những hạng mục như là thợ hồ, đi điện, nước, la phong là khoảng đó. Anh Vũ thợ sắt là 52 triệu đồng. Nhà nghỉ cho các anh thợ, thứ tư là nhà nghỉ cho các anh thợ là 3 triệu đồng. Thứ năm là tiền cơm 30.000 đồng một phần trên một người là 2.555.000 đồng. Thứ sáu là tủ lạnh chị mới mua hôm qua là 9.390.000 đồng. Rồi thứ bảy là tiền nệm, tiền nước, tiền nệm nệm với lại cái nệm nước á là em gửi cho chị là 1.940.000 đồng luôn. Tổng cộng cái số tiền á ủng hộ là 294.286.450 đồng thì chi ra là 261.821.000 đồng. Vậy thì chị sẽ còn lại là để cho nuôi bệnh cho anh đó là 32.465.450 đồng. Đó là số tiền còn lại sau khi mình đi con, mẹ nè. Sau khi mình cắt nhà xong là 32.465.450 đồng. Đó, số tiền cũng khá là lớn cô bác quý vị. Gần 300 triệu ở thời điểm hiện tại sau khi cắt nhà đó. Mừng dữ không chị? Mừng. Thông tin với cô bác quý vị, em nhân chứng á thì cũng có quay về hoàn cảnh của chị, cũng có đưa lên Facebook thì Mạnh Thường Quân cũng có gửi riêng cho chị nữa đúng không, cũng có gửi riêng cho chị thì phần đó thì chị cứ giữ để mà lo săn sóc cho anh, tại anh bệnh càng ngày càng nặng em thấy cũng hơi lo nặng. Và bây giờ em sẽ giao cho chị nè 30 triệu nè, cầm trước đếm giùm em, đếm em 30 triệu trước. Mẹ đây nè con, khóc quá trời, mẹ ngoài này nè con, đừng khóc nha con. Một phút nữa thôi. Chị đếm tiền như ăn đếm với số không? Ba chục em. Ba chục đúng không? 30 triệu Rồi bây giờ là mẹ vô liền. Đây là 2 triệu, 32 triệu 465.000 đúng không? 465.000. Rồi em gửi cho chị là 500.000 luôn. 465.450 đồng thì em gửi cho chị là 32.500.000. Dạ. Đúng không anh Đồng? Đủ cho chị. Đủ em. Tại dây thun này. Tặng luôn cộng dây thun. Vậy thì thông tin với cô bác anh chị, tổng cộng cái số tiền Bùi Hồ nhận 194.286.450 đồng, chi ra là 261.821.000, còn lại là 32.465.450 đồng. Đó là chị một thời gian ngắn thôi chị nhận số tiền rất là khủng luôn. Bây giờ chị có muốn nói lời nào với lại quý Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm, và đặc biệt hôm nay để mà chung tay nhau các nhà thì Bùi Hồ phải nói là
cũng chân thành cảm ơn tất cả các quý mạnh thường quân. Nhưng mà ở đây thì bạn Hàng cũng đã hỗ trợ luôn toàn bộ cái phần xây nhà đó, là bạn gửi cho Bùi Hồ hai đợt, một đợt là 10.000 đô với lại một đợt là 21.436.000 à, cảm ơn rất là nhiều. Thì bây giờ chị nói lời cảm ơn đến tất cả quý mạnh thường quân đã chung tay cho mình có được ngôi nhà và thậm chí là có được cái số tiền để mà mình nuôi chồng nuôi con những lúc bệnh hoạn. Cũng rất cảm ơn các mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình chị. Sau này chị cũng cảm ơn nhiều lắm, trước sau hết luôn. Cảm ơn còn lại dư số tiền nuôi anh cái này anh nó yếu, ông yếu rồi luôn, Tú cũng vậy luôn mà anh bây giờ yếu hơn Tú luôn, anh không còn gượng gì nói nữa chứ. Chị cũng rất cảm ơn mạnh thường quân và cảm ơn bạn Hằng cũng nhiều, từ trước đến nay giúp đỡ gia đình chị đó, chị cảm ơn lắm. Ai cũng nghĩ là chị trúng số nhưng mà không phải, mạnh thường quân giúp đỡ cho chị rồi cô bác kia gì đó giúp đỡ chị cảm ơn nhiều. Thời gian sau thì tụi em cũng sẽ quay lại thăm gia đình của mình. Chị cố gắng giữ gìn sức khỏe. Chị cũng đang mừng mà đang gầu. Dạ. Ừ. Sao gầu? Chị sợ anh mất bất tử. Chị sợ lắm. Mừng mà gầu. Anh vô nhà đi không được, ẩm không, nhờ tạm chỉ đâu ẩm nổi. Mừng mà lo. Bây giờ anh ẩm không à? Ẩm không, đi không được. Ông yếu hơn Tú nhiều lắm. Tại sao ẩm nổi chị? Mượn ẩm. Mượn này mượn kia đi. Chứ ông đi rồi cầu lên là chị phải câu lên gần cổ chị, hãy kè anh đi. Đi vệ sinh hả? Không đi nổi. Không còn đánh ngăn đánh gì được, chứ không còn đụng gì được nữa. Nghiêu. Gánh nặng đối với chị nó quá lớn hả chị hả? Mấy bữa mà anh nằm mà còn ấy được đó, chị sáng cho anh uống này nè. Chứ chị mua cho anh gói xôi ăn rồi kêu nằm á, đi đằng chị đi bán, chở Tú đi bán rồi về trễ đó, cho nên anh té bể đầu chứ đầu cổ qua hổng chấn thương đây nè, đi CT còn đây nè, mặt mày sưng hết trơn, té rủi bể đầu hết trơn, chảy máu lum ảnh cái nằm đến chịu máu ra đầy người không có chứ, mặt mày máu không. Phải chi ông còn đi tới lui như một lần cũng đỡ. Ông không đi được, ông nói chuyện khó nghe luôn, nói chuyện nghe không được. Chị, là chị cũng cảm ơn mạnh thường quân từ trước tới nay đã gia đình chị đó, chị mừng dữ lắm. Thôi thì chị nhà mới à, mình mong một phép màu nào đó đến với anh với lại bé Tú. Chị cố lên, chị là chỗ dựa cho anh với lại Tú á, là nàng nữ, là chị đừng bao giờ gục ngã nha. Em tin chị làm được, cũng như là mấy năm qua chị đã chịu đựng. Em chúc chị cùng gia đình luôn có một cái sức khỏe dồi dào, và đặc biệt anh sẽ càng ngày càng sức khỏe của anh càng ngày càng vươn lên, hoặc là mai thầy phước chủ gặp được một người nào đó, một ông thầy nào đó có thể trì lành cho anh ha. Thôi thì chắc tụi em cũng không có muốn nói chị nhiều để chị lay động cái lòng của chị rồi chị lại khóc nữa. Ấm không?